Cửa hàng động cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ còn số 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho tất cả khách hàng một con máy cưa xích Echo 351, hàng chuẩn của Nhật Bản. Đẹp 95%. Để nói con này rất là mới luôn nhé. Kiếm được một con máy đẹp như thế này không phải đơn giản nhé. Đấy. Mặt lốc chưa chảy sơn luôn. Làm cái lam này rồi bên em bán là 600.000 nhé. Đó, lam đầu màu Echo Curic. Nó xích là xích chung, xích chân 25. Xích này thì bên em thay mới rồi. Bây giờ sử dụng ngay thôi. Máy nguyên zin và bao đẹp luôn. Hai ốc xích lam nhé. Tên máy và số series. Hàng chuẩn của Nhật Bản 100%. Đó, con này hàng tầm trung, thích hợp cho anh em sử dụng khai thác cũng ok, nó rất là mạnh nhé. Nhưng mà tua rất là lẹ luôn. Ốc chỉnh nhớt này, công tắc tắt mở đây. Đây là ốc chỉnh găng ti, xăng gió, e gió đây. Còn nắp nhỏ ấy, thì là đựng nhớt thải, còn nắp to thì đựng xăng pha với nhớt nha. Mở gạt đây này rồi mình đổ xăng nhớt vào này. Đó, mở xuống. Máy nguyên zin của Nhật Bản và bao đẹp luôn. Đó, hàng lô về được một cây rất là đẹp luôn. Echo 351. Em test nổ cho người tham khảo. Chuẩn Nhật Bản luôn. Bao đẹp. Làm xích xịn sò, làm rim xích mới. Đó. Anh em nào mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Bên em có ship hàng toàn quốc nhé. Mua hàng thì đặt cọc trước, tiền phí vận chuyển ở bên em ship hàng thôi. Tên máy là Echo 351VL. Đó. Nguyên zin bao đẹp, hệ này dành cho anh em miền Tây rất là ưa chuộng luôn nhé.